Lần đầu tiên sau 5 tháng, một ngân hàng nhóm Big Four điều chỉnh lãi tiền gửi. Cũng là lần đầu tiên đơn vị này tăng lãi suất kể từ tháng 11/2022. Cụ thể ra sao? Xin mời quý vị xem tiếp trong video này nhé. Theo Dân trí, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank thông báo tăng lãi suất huy động từ ngày 1 tháng 8. Theo đó, lãi suất kỳ hạn 1 đến 2 tháng được điều chỉnh tăng thêm 0,1 điểm phần trăm lên mức 1,7% trên năm. Lãi suất kỳ hạn 24 tháng trở lên được tăng thêm 0,1 điểm phần trăm lên 4,8% trên năm. Đáng chú ý, trong 5 tháng qua, đây là lần đầu tiên nhà băng này điều chỉnh lãi suất tiền gửi, cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 11/2022, ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm áp dụng với các khách hàng cá nhân. Agribank cũng là ngân hàng quốc doanh đầu tiên trong nhóm 4 ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước, nhóm Big Four gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank tăng lãi suất tiết kiệm. Sau điều chỉnh, biểu lãi suất huy động của Agribank đã ngang bằng so với lãi suất của Vietinbank, BIDV và cao hơn Vietcombank ở hầu hết kỳ hạn. Trước đó, từ ngày 22 tháng 7, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV cũng đã tăng lãi suất huy động tiền gửi trực tuyến ở kỳ hạn dài. Cụ thể, BIDV tăng thêm 0,1 điểm phần trăm lãi suất huy động tiền gửi online tại kỳ hạn 24 đến 36 tháng lên mức 4,9% trên năm và giữ nguyên lãi suất huy động tại các kỳ hạn còn lại. Cũng từ đầu tháng 8, một ngân hàng tư nhân khác cũng điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm là HD Bank với mức tăng 0,3 điểm phần trăm cho kỳ hạn trực tuyến 1 đến 5 tháng, 7,7% trên năm kỳ hạn 12 tháng và 8,1% trên năm kỳ hạn 13 tháng. Tuy nhiên, để hưởng mức này, khách hàng cần gửi tiết kiệm tối thiểu từ 500 tỷ đồng. Bạn nghĩ sao về mức lãi suất tiết kiệm hiện nay? Liệu có hấp dẫn hơn các kênh đầu tư khác như vàng, chứng khoán, bất động sản? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới video này nhé! Tháng 7 trước đó, 18 ngân hàng điều chỉnh lãi suất huy động, đưa mức cao nhất hệ thống lên 6,2% trên năm. Sau thời gian lãi suất tiền gửi tăng vọt vào cuối 2022, từ giữa năm ngoái, mức lãi tiền gửi điều chỉnh giảm liên tục. Song từ đầu tháng 4, một số ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm. Thời điểm đó, lãi suất cao nhất hệ thống cho kỳ hạn 12 tháng chỉ dao động quanh 5% trên năm, còn hiện tại là 6,2% trên năm. Xu hướng tăng diễn ra liên tục cho tới nay, đưa mặt bằng lãi suất lên cao nhất từ đầu năm. Hầu hết các chuyên gia đưa ra nhận định mặt bằng lãi suất tiết kiệm từ nay đến cuối năm sẽ còn tăng tiếp. Chuyên gia đến từ chứng khoán KB Việt Nam, KBSV đưa ra nhận định lãi suất huy động sẽ tiếp tục tăng thêm 0,5 điểm phần trăm từ nay cho tới cuối năm, lên mức quanh vùng đáy COVID-19 giai đoạn 2020 đến 2021. Theo đó, có hai yếu tố trọng yếu tác động tới mặt bằng lãi suất huy động từ nay đến cuối năm. Đầu tiên là tỷ giá trong quý 3 vẫn sẽ còn các biến động trồi sụt. Mặc dù rủi ro tăng mạnh trở lại không còn đáng ngại, theo đó, Ngân hàng Nhà nước vẫn sẽ duy trì định hướng giữ nền lãi suất liên ngân hàng ở mức cao vừa đủ để hạn chế chênh lệch lãi suất, song song với nghiệp vụ bán đô la Mỹ để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trong bối cảnh nhập khẩu được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Những điều này sẽ tác động trực tiếp đến thanh khoản hệ thống và làm tăng lãi suất huy động ở thị trường 1, đặc biệt là ở nhóm ngân hàng tư nhân vừa và nhỏ có nguồn huy động kém linh hoạt và các ngân hàng ghi nhận tăng trưởng tín dụng tốt. Thứ hai là cầu tín dụng kỳ vọng hồi phục, kéo theo nhu cầu huy động vốn, từ đó khiến đà tăng của lãi suất huy động tiếp diễn vào cuối năm. Cụ thể, tăng trưởng tín dụng được dự báo sẽ phục hồi rõ nét hơn theo sự ấm lên của nền kinh tế trong nửa cuối năm 2024. Cùng với xu hướng tăng của lãi suất huy động, giới chuyên môn cũng dự báo lãi suất cho vay đã tạo đáy, dự báo sẽ đi ngang hoặc nhích nhẹ vào cuối năm. Thực tế cho thấy lãi suất cho vay đã giảm xuống thấp tương đối so với mức đỉnh cuối năm 2022. Theo chủ trương hạ lãi suất, hỗ trợ phát triển kinh tế của chính phủ và ngân hàng nhà nước. Tuy nhiên, với diễn biến tăng trở lại của chi phí huy động vốn, các chuyên gia cho rằng lãi suất cho vay đã tạo đáy và nhiều khả năng sẽ đi ngang hoặc nhích nhẹ vào cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp, qua đó điều hành hài hòa giữa lãi suất và tỷ giá phù hợp với tình hình thị trường, diễn biến kinh tế vĩ mô và mục tiêu chính sách tiền tệ. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiếp tục tiết giảm chi phí để giảm mặt bằng lãi suất cho vay. Thực tế, trong khoảng 3 tháng trở lại đây, 4 ngân hàng thương mại nhà nước vẫn giữ nguyên lãi suất tiết kiệm, nhưng nhiều ngân hàng thương mại tư nhân đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất huy động để thu hút nguồn tiền nhàn rỗi. Theo thống kê của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam VNBA, tính riêng trong tháng 6, từ 3 tháng 6 đến 28 tháng 6 2024, có đến 24 trên 36 ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất ở các kỳ hạn, tại quầy và online.
Tuy nhiên, chỉ có hai ngân hàng giảm lãi suất ở một số kỳ hạn. Trong đó, An Bình là ngân hàng tăng mạnh nhất với mức điều chỉnh tăng đến 1,6% trên năm cho kỳ hạn tiền gửi từ 24 tháng trở lên, lên mức 5,5% trên năm, tăng 0,6% kỳ hạn 3 tháng lên 3,4% trên năm, tăng 0,5% kỳ hạn 9 tháng lên 4,2% trên năm. Tại PCBank, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng đang được niêm yết ở mức 5% trên năm, tăng thêm 0,8% trên năm so với tháng 6. Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng là 5,5% trên năm, cao hơn 0,5% trên năm so với cách đây 1 tháng. Ngoài ra, VNBA cũng ghi nhận nhiều ngân hàng khác cũng tích cực tăng lãi suất tiết kiệm như MSB tăng 0,9% trên năm kỳ hạn 12 đến 36 tháng tại quầy lên mức 5,1% trên năm. Chuyên gia tài chính Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia nhận định, lãi suất là chỉ báo quan trọng cho toàn bộ thị trường tài chính. Sau thời gian lãi suất tiền gửi tăng vọt vào cuối năm 2022, từ giữa năm ngoái, mức lãi tiền gửi điều chỉnh giảm liên tục. Song từ đầu tháng 4, một số ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm. Thời điểm đó, lãi suất cao nhất hệ thống cho kỳ hạn 12 tháng chỉ dao động quanh 5% trên năm, còn hiện tại là 6,2% trên năm. Xu hướng tăng diễn ra liên tục cho tới nay, đưa mặt bằng lãi suất lên cao nhất từ đầu năm. Ông Nghĩa cho rằng lãi suất sẽ còn tăng tiếp từ nay đến cuối năm. Không có yếu tố nào cho thấy lãi suất sẽ giảm, ông nói. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 24 tháng 6, huy động vốn của các tổ chức tín dụng chỉ tăng 1,5% so với cuối năm 2023, mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua. Mức lãi suất điều tăng sẽ cải thiện phần nào số liệu này khi thu hút thêm tiền nhàn rỗi của người dân. Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh nhận định cùng lãi suất huy động sẽ tăng tiếp trong những tháng cuối năm 2024. Theo ông, lãi suất tiết kiệm tăng phản ánh sự phục hồi ở các mặt của nền kinh tế, cũng là yếu tố cần thiết giúp tăng sức hút cho dòng tiền nhàn rỗi trong dân cư để quay vòng, tiếp tục tạo ra nguồn tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh. Hệ quả tất yếu của việc này là lãi suất cho vay có thể tăng theo, do lãi vay thường được các ngân hàng dựa theo lãi đầu vào cộng thêm với biên độ. Nhưng theo ông Thịnh, với độ trễ từ huy động đến cho vay thì lãi suất cho vay sẽ không tăng trong năm nay. Ngân hàng nhà nước đã và đang khuyến khích các ngân hàng thương mại giảm chi phí để mang đến mức lãi suất cho vay có lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Dưới chủ trương này, lãi suất cho vay được kỳ vọng tiếp tục giảm hoặc chí ít là bình ổn trong giai đoạn cuối năm nay, ông Thịnh nói. Bạn thấy sao về thông tin này? Liệu đây có phải là kênh đầu tư hấp dẫn trong thời gian tới? Hãy để ý kiến của bạn ở dưới phần bình luận và đừng quên like, share cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhiều thông tin hấp dẫn nhé. Ứng dụng CafeLand Protect với giao diện hiện đại, dễ sử dụng, cùng hơn 4.000 tên mua bán dự án. Thông tin đầu tư đầy đủ và cập nhật liên tục mỗi ngày giúp bạn đầu tư bất động sản hiệu quả hơn và ứng dụng này hoàn toàn miễn phí. Vậy còn chần chừ gì mà không tải xuống ứng dụng ngay hôm nay? Link tải nằm ngay mô tả các bạn nhé. CafeLand Protect, đáp ứng mọi lĩnh vực bất động sản.